Dạ, em xin chào tất cả anh em nhé. Em chào tất cả bà con. Em với Phụng lên tiếp cho anh em cũng như bà con cô bác mình tham khảo một em siêu phẩm nữa nè. Cái này là NF NF AD8 nghe nè. NF AD8 chuỗi có đề. Mà nãy giờ nói thật sự với anh em là tụi em chưa có thử cái đề được nữa nè. Chạy tay ạ. Hột cái đây dắt nó hốt cái tay em hốt thành. Dạ, nó cục luôn phí lắm anh em ạ. Ngón tay này nó đựng quyền bí. Ngón tay nó quyền bí. Sao tự nhiên em với ngủ gặp cái là dễ quá anh em ơi. Không phải quyền bí. Mà dùng cái gì cho chính xác thôi anh em ơi, bỏ qua chuyện đó đi anh em ơi. Để ngồi em nói tầm bậy tùm lum dân chúng tùm lum anh em nữa. Tụi em sẽ lên cho anh em một cái con NFAD8 chuỗi có đề. Nhưng mà những cái góc đề nãy giờ tụi em chưa có thử được anh em. Bị cái máy này máy Phụng mới rửa anh em ơi. Nước xanh còn em. Cái này là bếp kim anh em. Đó, sư phụ của Phụng tới anh em. Đó. Càng sư phụ chừng nào thì nhìn càng bèo hung chừng nấy. Nếu mà sư tổ Phụng chắc còn bèo nữa. Lấy gì sư phụ đó. Sư phụ cây cây cốt có gì anh em? Cốt 35 nó nãy 35 tiền hay đâu gần. Đâu 1m2 mấy phần nhỉ với chạy heo gần 28. Cốt 35. Cốt 35 em nhớ là 180.000 m. 2 con tán. Xin tùy anh em thông cảm nha em tí xíu nha cho em tính trong anh. Cái này là cũng bậc thầy của em luôn. Ngày xưa em không biết gì trơn. Anh làm em ngứa nghề với em nhảy qua bên đây luôn anh em ơi. Cái kia chạy hai đầu găng. Hai đầu găng dưới hai con tán hả? Hai đầu găng dưới hai con tán tính lên liền 70.000 nữa đi. 250 phải không? 2 tấc nữa. 2 tấc 36 lấy 30 con đi. Đốt. Thiếu rồi. Nhiều là vậy tao lấy. Làm bên nghề này vậy đó anh em ơi. Đưa nhiều quá vậy trời. Trời ơi, gì đó. Thầy của ông Phụng đó nè. Sư phụ của ông Phụng đó. Thầy cũng là bậc đàn anh của tụi em luôn. Nhưng mà thật sự bên cái nghề này càng giỏi chừng nào là anh em sẽ nhìn thấy. Nói chung em không biết nói sao nhưng cái nghề này nó hơi phũ phàng. Dùng chữ phũ phàng. Giỏi chừng nào anh em sẽ nhìn tướng sẽ bèo hung chừng đấy. Giống như anh em nhìn nếu mà làm máy mà không giỏi thì đâu có đắt đúng không, mà đắt thì mình máy đắt, nếu mà đắt thì anh em đâu có sạch được đúng, anh em không sạch. Mình phải bây giờ rồi chết rồi đại ca ơi, sạch sao mà sao em không giỏi mà mình máy em cũng dơ ai chân nè. Em không giỏi anh tối thì anh đi ôm cho bé không. Đừng có la lớn Hùng ơi. Anh xin em Hùng ơi, mà đừng có la lớn nghe là chết anh Hùng ơi. Trời ơi, quay bật dưới, em quay cái đít người ta hoài. Anh phải quay đít à, trời ơi, cái mồi bén người ta đâu mà ơi. Con đề quá mới luôn. Nè anh em ơi, nè nè, anh em nhìn góc đề nè. Cái này nếu mà anh em có chốt thì mời em câu đề, test đề cho anh em coi luôn. Nếu mà anh em có chốt cái máy này thì tụi em sẽ test cho anh em mình ha, test cái góc đề. Nó rất là mới gì luôn nè. Cực kỳ mới luôn nè. Cái này về nó không có cái bô e nè, nó có cái ống thùng. Nên nhờ nhà cái cổ nó quay lên nữa em lấy được cái bô trong nhà em gắn luôn. Cái bô này là nó tiện con cái là che nắng cho mưa anh em ơi, chứ nó lọc được bụi, còn cái bô e nhựa mình thì nó không lọc được. Còn này anh em nhìn đẹp rồi nè, số Sigi của máy này không em không biết này, không phải số Sigi số này nè anh em ơi, không phải anh em ơi, đây nè không phải đó. Để dung tích lít cái gì em ơi, để 0382L. Còn đây NFAD8. Em gọi số này anh em ơi. Em chỗ nào đơn giản thì quất đi. Cái này 5052 017. 017. Cái mặt trước rất là đẹp mà cái phao câu cũng đẹp luôn, nó lộn. em lộn. Sư phụ mày thèm dịch quá vậy. Anh em ơi. Em lộn em nhớ tới chuyện ngộm hôm không à, trời ơi nhớ rồi, nhớ rồi bài đủ chân. Quay vô cầu mình khen vô cầu đẹp trên trời. Chết.
Cái này thứ nhất là nó nhạy, thứ hai là nó thâu dầu, thứ ba là nó bền kinh khủng anh em ơi. Anh em nó bền kinh khủng. Cái này mà gắn cái bô vô thì anh em đâu có nghe tiếng nổ, nó chỉ nghe tiếng gõ. Thấy không? Có cái nào đánh đi thì lại. Nó làm gì vậy anh em ơi? Chồng anh mời ép ra tôi đã anh em ơi. Quá trời đã anh em, cực kỳ đã luôn. Giờ để em quay kỹ lên một lần nữa cho anh em mình. Có cái này nó có một cái yếu điểm, về nó bị mất cái cò mình gắn ống dầu vô nè, nên anh em lấy cái cò cũng bằng bình xịt mình gắn được rồi. Vậy là cái này nó có một cái điểm trừ. Cái máy trước thì em đang có đâu chừng cỡ khoảng 30 phút sau em bán anh em. Máy trước đó là NFD8 này trụi, có đề là em bán là 8 triệu. Cái này nó có một cái điểm trừ nữa nè, bởi cái này em tính cho anh em là 7.9 triệu nè. Em có chất keo lên sợ nó xì dầu cho bà con luôn. Có chất keo, có lắp keo. Cái này em với ông Phụng mà gần đây em nghi chắc ông Phụng nói con này nó chọc ngứa, em chắc em bại lộ chứ anh em ơi. Em nghi quá. Em không có làm gì tự nhiên anh khai em nói thừa em. Không, tự nhiên em chọc nó nói tầm bậy, tự nhiên anh quên nó nói tùm lum tùm lá cho rồi. Ốc dần cháy luôn anh em ơi, ốc, rất là đẹp. Ốc còn đẹp lắm. Em quay cái ốc nắp láp này còn nguyên sơn luôn, chưa chóc bông chóc mới mấy sơn hết. Hoàn toàn nguyên si anh em ơi. Để anh nhờ Phụng test lại quận nó cho anh em mình coi ha. Mấy cái máy này anh em mua về anh em sử dụng nó rất là bền anh em ơi, nếu mà có điều kiện. Với thứ hai nữa, nhà mình có công chuyện mình đi đâu thì này nó có đề nó tiện. Rất là đã anh em ơi, cực kỳ đã luôn. Rồi cũng thịt con luôn á. Rồi em cũng xin báo giá cho anh em bà con cô bác mình luôn ha. Cái dân ma NFA D8 này chuỗi là bán cho anh em là 7.9 triệu em bao ship nha anh em. Là trong đó quay vô tắm hơi cho bà con coi luôn, thu ra thu mũi thu ra rất ok nè mày. 7.9 triệu em bao ship nha anh em. Anh em làm được cái máy này thì alo giùm em nha. Cái máy này nó chỉ có một điểm trừ duy nhất, anh em nhớ lưu ý giùm em nha, là cái này về nó bị mất cái co dầu. Thợ em cũng có gắn cái ống này nên là có một cái điểm trừ duy nhất anh em. Còn máy thì rất ok. Còn anh em bà con cô bác ví dụ mà có chốt được cái máy này á thì bên em sẽ test lại một lần nữa cái góc đề cho anh em bà con cô bác mình an tâm nha. Nó dậy điểm thì thầm luôn anh em ơi. Cái này đúng là ta nói thì thầm giống như là tiếng tiếng Phụng nói vậy anh em, giống như tiếng Phụng nói đi. Rồi em cũng xin cái đúc cái giá tại đây anh em. Anh em nào làm được thì alo giùm em nha. Chào tạm biệt anh em.